Mẹ ngồi trong này luôn. Mẹ được ngồi được, bố ngồi cũng được. Mẹ ngồi trong này thì các cháu ngồi đâu? Size M bên em có 44 miếng nhé chị nhá. Thắng mày thử ngồi vào đây tao xem. Anh có chắc không? Thì mày từ đây tao tử sát vào đây. Có. Đấy. Đấy. Cái này cả mẹ và bé ngồi được mà. Mày ngồi. Thì đây. Có phải ngồi tâm sự thôi gì? Đúng rồi. Ăn gì? Đây nếu mà bảo cả mẹ và bé ngồi được đây thì bạn ấy ra đây. Đây anh ấy, đây mới là minh họa này. Vâng, thôi thế thì bé thông cảm nhé. Bé lên để mẹ ngồi thôi chứ. Vâng. Ok. Tại vì bà nó rất là nhạt. Rất nhạt lắm nữa. Bố mẹ cứ bảo là tao bảo là nó hợp, nó mày phải uống đi, nhưng mà nó bảo nó nhạt như thế này. Đúng không ạ? Mình bây giờ là trẻ con, chú nhạt này không chịu uống mà mình chịu ấy. Thôi chấp nhận là chắc là ngày xưa là... Không, nhưng mà em nói anh Piu một chút nhá. Anh Piu đang uống ngọt nhảy đúng không? Ừ. Anh thử một chút, một thời gian anh ăn giảm cái lượng đường đi xem. Đúng. Sau đó khi anh uống lại cái đồ này anh thấy cực kỳ ngọt và anh không uống được nữa. Em đã làm như vậy rồi. Em cũng vậy. Lúc đầu em cũng thích ăn ngọt lắm. Nhưng mà sau đó em giảm đi và bây giờ em uống, ví dụ uống cái sữa này là em thấy nó quá ngọt. Đúng. Anh có thể thử xem. Thực ra là khoảng vài tháng thôi. Em lại thấy kiểu mình gia giảm các loại gia vị trong các món ăn của mình. Một thời gian sau thì tự dưng mình lại cảm thấy là cái này nó rất là vừa với mình luôn. Và thêm nữa thì nếu mà mình ăn uống kiểu thanh cảnh như vậy á thì mình sẽ trẻ lâu hơn nhá. Đấy, thì anh Bill có thể tham khảo. Các cháu lại không hợp với cháu Bill rồi. Cháu Bill chơi một mình, các cháu gọi là các cháu ăn quá là như vậy là... Khoa ơi, sao phở lóp thế? Chẳng nên trả lời nào giờ. Thật sự các bạn thì cả ekip và mình cũng cố gắng ấy các bạn ạ. Chứ còn flop hay không flop bây giờ nó không phải trong định nghĩa của mình nữa rồi các bạn. Chia sẻ vui các bạn tập này cũng muộn rồi, đêm mình ngồi chắc toàn anh em yêu quý mình. Nói thật các bạn là mình làm cái live stream thì là mình nói thật là những người đầu tiên ở Việt Nam làm cái ngành này đến giờ. Không có ý nghĩa nổi tiếng hay là flop hay là hết thời hay là kể cả là 10.000 view, 100.000 view, mình nói thật kể cả 1 triệu view mình đi chăng nữa nhá. Tại thời điểm này mình có lộ clip, lộ chim đi chăng nữa, 1 triệu view chăng nữa. Mình vô cảm các bạn ạ. Bởi vì nó là cái cảm giác ấy các bạn. Mình đã gọi là up down rồi đủ thứ xảy ra, nó không còn cái... Là bây giờ mình vui, mình tận hưởng cái công việc này thôi các bạn. Ok, đây rồi. Ngồi đến 1 giờ sáng. Con mèo xinh. Anh chắc ngồi đến 1 giờ sáng chưa? Anh chắc chưa? Em chắc chắn. Vâng, ai em không ngủ. Em ăn gì anh gọi. Này không có nắm nhỉ? Hại cái nắm đâu nhỉ? Anh nghĩ là đây nó phải có cái nắm chứ nhỉ? Nắm đi, thiếu nắm à? Nắp thiếu là cái nắm đấy à? Cái lỗ ở đâu? Cái nắm đi, như là nó bị rơi đâu rồi thì anh. Mẹ ơi, cái nắm của các cháu đâu? Các cháu thề luôn để cho các cháu móc vào mắt của các bạn. Đủ này. Vâng ạ. À. Vâng, cái đây, này đây, là anh cho cái cháu đây, anh cho cháu đây ngồi vào đây. À vâng, cháu bô đấy. Đây này, quà dễ thương này, các mẹ ngồi có thể kiểu hôm nay chồng chưa đi chơi về. Chưa đi đá bóng về, cũng nhiều kiểu gì đẻ cho đứa con xong mà không biết mặt mũi ở đâu cả. Vâng ạ. À. Này cưng nè. Này đúng không? Đâu mở trên thế nào em nhỉ? Đây anh bấm nút nguồn anh giữ. Đó. Được không ta? Không, anh không có cái bầu đấy sao mà nó hút được. Nó có lo. Đây, thì ta đang cố gắng đẩy vào đây thôi. Hôm nay anh Vi nghỉ rồi. Nó không có lực để nó miết. Ờ, em cảm nhận được nó như thế nào? Có nghĩa là nó sẽ xung quanh đúng không? Dạ. Ui, nhưng mà nghe tiếng luôn nó kêu bẹt, 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 bẹt. Nó sẽ hút, nó có hít vào anh không? Không, không, tại vì nó không có không cái, có. Nó phải có cái điểm G không khí thì nó mới được. Còn đây là nó thẳng cái này thì nó đâu có hết được đâu. Em các bạn ạ, em không bị buốt hay không một cái gì cả. Vâng, cái này thì chắc là về các brand sẽ không bao giờ dám dùng nữa. Cái này ở đây có bao nhiêu anh chị lớn là sẽ hiểu nè. Ai ở đây lớn hay mua cái sữa tươi Mộc Châu với lại mấy cái sữa tươi của TH Trung Miu các thứ ấy. Ừ. Các bạn về uống đi. Khoảng 11 giờ đêm các bạn uống một cốc khoảng 100, hơn 100ml, 150ml. Đảm bảo các bạn một tiếng sau các bạn sẽ đi pì à. Hứa các bạn luôn. Lúc đấy là cái hệ tiêu hóa mình vừa cái tiêu hóa xong cái bữa cơm. Và khi mà uống mà các bạn
Thế là các bạn không nên uống đêm, cái này là kinh nghiệm. Tại vì mình chơi game ngày xưa xong mình thử uống tất cả các loại sữa, nên là mình đã biết cái trải nghiệm nó là như thế. Có trải nghiệm chân thực. Là và lúc đấy mình nghĩ là mình bị té xe thì không phải các bạn. Là uống sữa tươi nó rất là dễ. Thì các bạn trẻ con chưa nên trải nghiệm quá sớm các bạn, để nó cứng một tí nữa. Khuyến nghị là trên 12 tháng mới bắt đầu mới uống sữa tươi. Đấy, chia sẻ cho các bạn nó là như vậy. Đấy là mình từ trải nghiệm thực tế, còn bên này là bên kiến thức chuyên môn. Chắc có một phiên ở đấy giống như bánh trung thu đấy ạ. Ngày 20 tháng sau sẽ một phiên bán chỉ bánh trung thu của đủ long tranh hổ đấu, thì sau này cũng sẽ có một phiên mà mùng 1 tháng 6 năm sau mình hứa các bạn sẽ là một phiên mà 24 giờ đủ các loại mì ở Việt Nam luôn. Đấy là thay vì trung thu thì là chỉ dành cho các cháu thôi. Đấy nhá các bạn nhìn này, mình điều khiển luôn nhá. Đây là em bé hơn 60 ký ạ. Hả? Đây là anh dừng. Thôi, cấp độ 2 em chọn phim màn hình quá. Đây là mình điều khiển các bạn ơi, mình không bấm ga, mình không đùi chuồng sợ hơi rẽ sang trái tí nhá. Anh còn lái được không? Anh sắp lái ô tô rồi. Tao sắp đi thi mày không biết rồi. Tao sắp đi thi là lấy bằng đấy. Mày coi thường tao à? Phải là nhìn ở chỗ này cơ thì mày thấy anh building rất là hay đấy. Các ba mẹ là không nhìn được đâu, đang bị cắt mất một đoạn rồi. Ok, lùi chuồng hơi vất vả tí các bạn, từ từ. Ok đấy, fit như thế là gì nữa. Vâng ạ. Anh như mọi người nói là anh không quan tâm, sau này con anh nó phải biết nhìn mặt mà biết mà ăn đi. Hết giờ là ta lên đường, ta đi bán hàng chứ tối để ở nhà dỗ đâu. Đúng không? Giờ này có ai dỗ đâu. Đang bận. Ta bán nhà hàng đi. Mày nhanh lên mày mở TikTok shop lên xem ta bán hàng đi. Gì nữa? Thương lắm các bạn ơi. Vâng ạ. Mình không biết tại sao ấy, mình thích mấy cái đồ dễ thương các bạn. Mình ở nhà ấy, vợ mình bảo mình là một ông già thích những đồ dễ thương các bạn ạ. Có nghĩa là tính cách của mình thì già nhưng mà mình thích những cái đồ. Các bạn có biết cái con mà mọi người hay trêu là cái con mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà nó đứng như này sau đứng lên lưng nhau, em biết cái con đấy không? Hả? Ở con chuột đấy. Anh thích con đấy lắm luôn đấy, thề. Hải Yến, anh Hải Yến đúng không nhỉ? Vâng ạ. Bình thường là em like ở trên kênh của Kitin à? Vâng ạ, em có like. Em like một ngày mấy tiếng? Này là em like á, em ngày bình thường có là em like 3k, mỗi ca 2 tiếng. Ui, nghe một 3k anh cứ tưởng á, mỗi ca có 2 tiếng. Em ạ, khi mà em đến căn phòng này là em sẽ gặp rất là nhiều bạn hốt và cô hốt, 2 tiếng là mới chỉ là khởi động thôi. Vâng. Gọi là giao lưu thôi. Thế hôm nay mình like qua 12 giờ luôn ạ. Ôi trời, sao là hôm nay lắm người rủ thế rồi. Nãy em thấy anh hẹn Bobby like nhiều rồi, anh vẫn hẹn Bobby like qua 12 giờ. Nhưng mà bạn ấy đi về rồi. Đấy, bạn ở đây, em nói thế chết anh thế. Không, nhưng mà đang anh ơi xuống rồi thì phải xuống từ từ anh ạ. Rồi từ ok từ. Được, anh sẽ like qua 12 giờ với em. Ở Việt Nam làm gì đã qua làm ai làm tiny like? Mọi người đều làm mega like đúng không ạ? Vâng, tôi sẽ làm tiny like các bạn ơi. Tất cả mọi thứ đều rất là nhỏ gọn, rất là đơn giản. Vâng, ngày hôm đấy bán không được thì thôi. Đằng nào cũng thế rồi, kết thúc một năm đi bán hàng trên TikTok shop. Sau đấy thì mình cũng không biết là TikTok có ký hợp đồng với mình nữa hay không. Nhưng mà không phải thẳng thắn thế. Vâng, chẳng may mà like xong vừa không đạt số, vừa là không được ký hợp đồng lại. Thì các bạn cũng cứ yên tâm, lời cam kết của mình là mình vẫn ở đây để bán hàng cho các bạn. Và mình vẫn sẽ chăm sóc khách hàng như là mình đã cam kết. Bởi vì có những sản phẩm các bạn mua là bảo hành đến tận 2 năm hay là 3 năm như mình đã từng bán, thì bọn mình vẫn ở đây để thực hiện cái cam kết đấy với các bạn. Dù là ở nền tảng nào đi chăng nữa các bạn ạ, bọn mình vẫn sẽ ở đây. Mình đã thuê căn nhà này không ít tiền nên là cũng không thể bây giờ, cũng không thể out nữa rồi. Chỉ còn một con đường đi về phía trước thôi các bạn ạ. Chỉ có trong ngày hôm nay thôi, và hiện tại hình như là em còn có đâu đó là 20-30 cái gối thôi là hết rồi. Không còn nhiều nữa đâu. Trời, nó siêu xịn luôn ấy. Thề luôn đấy, nó làm chi tiết thế, sợ nó có cả tay, cả chân, nó có cả tóc ấy thề. Là đồ anh biết là cái gì? Không, anh sandwich. Cái này bánh sandwich. Phải không? Phải, đây này, hai cái lớp sandwich còn có lớp rau ở giữa này anh. Thế thịt đâu? Thịt là tay mình nhét vào. Tao muốn mặc bỉm, tao phải hỏi rõ nguồn gốc sản xuất. Vâng, xem có hàng chuẩn không? Vô tư các bạn ơi. Em lần sau mang giấy tờ luôn giúp anh nhé. Vâng ạ. Vâng, nếu bạn có câu hỏi về giấy tờ hay là gì không ạ? Để mình hay là để mình chạy đi mình lấy giấy tờ của bên Kitten luôn nhé. Bạn có cần không ạ? Nào, hôm nay mình cũng đang rảnh, mai mình không đi làm. Bạn Kim Kim ạ, hay là mình gọi là làm một chuyến Grab. Văn phòng em gần đây không? Có, văn phòng em ở không được đọc chính cái xác địa chỉ thôi, ở gần thế là được đúng không? Gần. Ở gần. Hà Nội là gần. Vâng ạ, rồi ok. Hay là mình có thể làm một chuyến sang văn phòng không ạ? Tiện thể luôn. Cũng đang rảnh rỗi.